con hiểu vẫn hả? Nhưng mà con có biết là vừa rồi là con mới thắng 100 triệu không? Có gì? 100 triệu rồi hả? Trời ơi! 100 triệu rồi! Lần đầu tiên trong cuộc đời dạ, không thật rồi. Gần giải thưởng cao nhất của chương trình. Dẫn không biết gì? Trời ơi trời. Chị cũng biết vui thôi. Chẳng nghe đi con. Ok. Bị đeo vòng đẹp đâu hả? Đẹp á hả? Rồi bông đẹp đâu? Bông đẹp quay dây chuyền đẹp đâu dây chuyền á đẹp hả? Cái đó của ai vậy? Cái đó của anh hai á. Sao bị đeo của anh hai vậy hả? We also need to take off his green outfit. Đi đeo của anh hai á. Thôi trả cho anh hai nha. Gì của anh hai mà. Của bà bì đi đứt rồi. Dạ. À, chúc trả anh hai nha. Dạ. Đeo đỡ thôi nha. Dạ. À, chúc về nhớ lọt ra nha. Okay,